Rồi, Lê Tô Tiến em xin chào tất cả các anh em càng thủ đam mê câu cá từ mình Tổ quốc. Hôm nay em tiếp tục lên đây một clip gồm những cây cần câu he chi. Cần này thì chuyên cho anh em câu cháp, hành, câu tôm nha anh em. Những cây này có độ cứng đó, rất là nhẹ, rơi vào tầm khoảng từ độ cứng tầm khoảng 5-15 thôi. Rồi, đếm vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước thì anh toán, nếu hàng lỗi mà không giống clip em lên đó, thì em nhận lại. Rồi, cảm ơn anh em. Cây thứ nhất cho một tham khảo. Cây thứ nhất và ba cây này là một bộ nha anh em, ba cây giống nhau luôn. Thì em sẽ đọc thông số sơ qua. Cây này thì còn full hợp sách, hai cây kia thì không có hợp sách gì hết. Đây sách nó đây. Cho hướng dẫn túi. Cây này là một cây Beauty. Đó. Cây này là một cây hai chi, cây này dài 1m8. Độ cứng là mừng. Đó. Nặng 108 g, đọt là 1 ly 2, gốc là 20,5 ly. Đó, cái này chất liệu carbon, hàng sản xuất tại China. Cái này thì xuất thị trường Nhật nha anh em. Đó, cái này thì vẫn là chi cho anh em câu cha, câu cháp, hanh, câu tôm, đánh cảm giác, câu trên bè tiền. Cần rất là mới nha anh em, chất liệu rồi, chất liệu carbon nha. Đây chặn nó làm kim tuyến nè, màu tím nha. Bát là bát Fuji, phen là phen Fuji. Đó, tem sức là địa đầy đủ nha anh em. Cần làm rất là đẹp. Phen Fuji khỏi chạy đâu hết. Fuji 12 nha anh em. Độ dịu đây, khá ok nha anh em. Cây này mà đánh tôm, đánh hanh thì đánh hanh cháp thì quá ok là không còn gì phải bàn nữa. Đây, đó, test độ dịu cho anh em xem. Đó. Đánh một cái là cây cần công hình chữ C. Khỏi chạy đâu chứ. Những cây này là những cây he chi, đánh cảm giác. Bát Fuji, phen Fuji, ngoại hình như clip thôi. Cây này ngoại hình tầm khoảng 93-95%. Đó, đây, chỗ này nó xuất sắc một tí. Đây là dính keo nha anh em, lau ra. Phen là phen Fuji, đổi đá xám nha anh em. Đó. Bù luôn. Rồi, cây thứ nhất giá 650k nha anh em. Cây thứ hai, thứ ba cũng vậy luôn, giá 650k. Bát là bát Fuji, hàng siêu. Đó. Độ cứng mừng, dài 1m8, hàng China, sức nào đi Nhật. Khá ok anh em, đọt nó đây, đó. Công hình chữ C cũng được luôn. Cây này thì đánh trên bè, thiện, đánh cháp, đánh hanh, câu tôm thì rất là ok. Đang vô mùa tôm ở dưới miền Tây nha anh em. Carbon sẵn thì anh em có thể thấy. Sẵn chìm nha anh em, sơn màu tím khá là đẹp. Ngoại hình thì khá ok. Đây là gốc. Đuôi là đuôi mái chèo. Cái này quặng 1m8, cứng mờ. Rồi, giá quặng là 650k nha anh em. Cây số 2. Tiếp theo cây số 3 cũng vậy. Một cây siêu. Đó, cứng mờ, dài 1m8, hàng China, xuất nội địa Nhật, phen Fuji nha anh em, phen Fuji loại xám, bát Fuji. Đó, hàng này hàng nguyên bộ, nguyên zin, không độ chế gì hết, không đi keo lại hết. Đó, chỗ hoàng bát nó rất là đẹp nha anh em, để sơn kim tuyến, cán quăng là cán máy chèo. Cây này vẫn có giá là 650k nha anh em, cây số 3. Khá ok nha. Những cây này đánh tôm, đánh chép. Đánh tôm nè, đánh thanh, đánh cháp thì khỏi còn gì bằng nữa. Đó. Rất ok. Rồi, cây số 3, 650k. Đó. Tiếp theo sẽ là cây số 4. Cây số 4 là một cây Daiwa Cutter. Cây này thì dài cứng mờ, dài 2m1, nhưng cây này nó bị gãy đọt nha anh em. Đó, hàng đây qua này thì là hai qua,
hàng chất liệu là hai da. Sẵn thế này đây, cái này thì phen mềm đi chỉ lên phen này đó, phen nào đi chỉ lại thì em nói đi chỉ lại thôi. Bát là bát tay qua luôn nha anh em, bát tay qua bát thẳng luôn, cần ngoại hình khá ok. Phen là phen Fuji. Cái này thì dài 1m95, nặng 100g, đọt là 1.2, độ cứng tầm khoảng 10-15 nha anh em. Đó, đây. Test độ cứng anh em xem luôn, tầm khoảng 10-15. Cây số 4. Đó, cái này mắc đọt, đi keo lại, nói đi keo lại, đó. Độ diện ở đây. Đó. Rồi, giá công khai cây này là 500k nha anh em. Đó, tất cả những cây này em đều cộng ship nha, chưa cộng ship. Rồi, tiếp theo sẽ là cây số 5. Cây số 5 là cây cần Ryobi. Cần Ryobi. Cây này dài 2m1 nha anh em. Đọt là vẫn là đọt thấp. Đó, đa xám. Cây này thì em đi keo lại phen này. Đó. Cây nào đi keo lại nói đi keo thôi. Tất cả phần còn lại đều ok hết nha. Bát là bát Fuji, phen là phen Fuji nha anh em. Ngoại hình cái này thì như clip vẫn có xuất sắc nha anh em. Đọt tháp, tất cả những cần Henchi đều đọt tháp nha anh em. Bát Fuji, cái này sản xuất tại Korea hay không ta? Hàng Ryobi, hàng Ryobi, cái này sản xuất tại Korea nha anh em. Tem xuất nội địa đầy đủ. Cây này nặng 170g, đọt 1.1, độ cứng 30. Cây này câu trên bè, câu cho nước chảy xiết tí anh em, câu cháp, câu hành, câu tôm, rất là ok. Đó, anh em đánh muốn đánh cảm giác thì lấy cái này đánh cha, đánh cảm giác. Phen nó làm rất là đều nha anh em, để cho nó chịu được tải nguyên cây cần á. Rồi, cây số 6 giá 600k nha anh em. Bát Fuji, phen Fuji. Rất là ok nha. À, 600k cộng ship nha anh em. Đó, bán hàng thì anh em tháo ra này kiểm tra nếu phen giống như em nói. Đó, không nứt bể gãy chỗ nào thì anh em nhận giúp em. Chỗ nào hư anh em kiểm tra, hư báo em. Em nhận lại hết. Rồi, tiếp theo sẽ là cây số 7. Cây số 7 vẫn là một cây cần của Ryobi. Đó, cây này thì họ phan cái lỗ để bắt cái cây, bắt cái cọng dây nè, đó làm về bảo hiểm nha anh em. Đó, bát là bát Fuji Sat Japan. Cây này thì dài 1m85. Hàng này hàng Ryobi nha anh em, dài 1m85, hàng Ryobi, hàng Korea, xuất nội địa Nhật, mã code đầy đủ. Đó, hàng này vẫn là hàng carbon nha anh em. Sắn này, sắn chìm ở trong nha anh em. Ngoại hình khá ok. Bát pen là pen Fuji. Đó, đa xám. Nhấn vô cho anh em xem. Cây độ cứng tầm khoảng 20 nha anh em, 20 tới 25 nha anh em. Đó. Dạng này cũng chia cho anh em đi cục tôm, cháp, hanh. Rất là đẹp nha anh em. Đó, pen ở đây. Đó, thổ chê. Đây ngoại hình đây, soi kỹ vô cho anh em xem. Khá ok nha, hàng carbon sẵn nha anh em, sẵn chìm. Cây này dài 1m8, cứng 20. Cứng 20-25. Nặng 140g, đọt 1.4, độ cứng tầm khoảng 20-25 nha anh em. Giá là 650k, cây số 7. Khá ok nha, phen nó đây, đó. Tiếp theo sẽ là cây số 8. Cây số 8 là một cây cặn nội địa Nhật nha anh em. Cây này được quấn chỉ đây rồi, quấn keo đây rồi. Mấy anh Nhật quấn nha, em không có quấn được cái này đâu. Đó. Đây, đít nó đây. Đó. Đít có cục gỗ. Bát là bát Fuji nha anh em. Cây này thì sẵn nổi luôn nha anh em, sẵn nổi quăng luôn. Cây này dài 2m1, hàng chất liệu carbon, sẵn nổi quăng.
bắt đây, bắt Fuji, fan Fuji luôn. Ngoại hình như clip, ngoại hình theo đánh tầm khoảng 90-93% nha. Đọt là đọt tháp nha anh em, đọt tháp, đọt khá mảnh nha. Anh em săn chắp thanh thì lấy mấy cây này đánh bao ngon, càng khá ok nha anh em. Cây này dài 2m1, nặng 110g, đọt 0.7 ly, độ cứng tầm khoảng 10 nha anh em, độ cứng tầm khoảng 10, khá dịu. Test cho anh em xem luôn. Anh em đánh tôm, đánh thanh, đánh chắp nè, đánh mấy cây này. Vô mùa tôm mấy cái này đánh rất là phê nha anh em. Độ dịu của nó có đây, nó cong thì nó cong theo cong hình chữ C đó, đánh cảm giác rất ok anh em. Hàng chất liệu carbon sẵn nổi đây, sẵn đây. Rồi, giá công khai, giá công khai cây số 8 giá 700k nha anh em, 700k cộng ship. Cây số 8 giá 700k. Tiếp theo sẽ là cây số 9. Ở lòng. Cây này cây số. Cây số 8. Chưa. Cây 7. 1 2 3 4 5 6. Cây số 7 nha anh em. Cây này cây số 7 giá 700k. Đó. Tiếp theo sẽ là cây số 8. Cây số 8 là một cây cần nội địa Nhật nha anh em. Đó, hàng cái gì em cũng không biết luôn, chỉ em đảm bảo 100% với anh em là em lấy từ thị trường Nhật thôi. Cây này vẫn là một cây Hachi, đọt thấp. Đọt nha anh em, đọt này nguyên xin nha anh em. Đó, hàng về sao em để vậy. Giống như mấy cây trước, cây nào em đi keo lại thì em dám nói em đi keo thôi. Phan đề ba là phan Fuji giáo vang nha anh em. Hàng thì hàng carbon sắn, sắn chìm, sắn nổi luôn á. Cây này sắn nổi nha nè. Rất là đẹp, sắn chỉ đỏ. Đây. Được phen này phen dạ quang nữa. Phen dưới tay dạ quang luôn. Sắn rất là đẹp nha nè. Chất liệu carbon. Cây này thì dài 1m8. Nặng 100g. Đọt 0.9 ly, độ cứng tầm khoảng 10 nha nè. 0.9 ly, độ cứng 10. Đây, độ cứng cây này khoảng 5-10 hả nè. Đọt khá dịu nha, khá mảnh đó. Rất ok nha nè. Cây này đánh mà đánh trên ghe tàu mà. Cây này con cá chim mà nó cắn một cái dìu khỏi chơi. Bát là bát Fuji. Rồi, cán mái chèo nha anh em, cán gỗ. Tem đầy đủ nha anh em. Sẵn đây. Nói chung là cái này mới. Cái độ mới chờ khoảng 90% nha. Rất là ok nha anh em. Rồi, giá công khai cây số 8. Giá công khai là 700k nha anh em. Đó. Số 8 700k. Giá cộng ship nha anh em. Đó, hàng anh em đánh tôm, đánh thành, đánh cháp thì lấy mấy cái này đánh rất là ok. Tiếp theo sẽ là cây cuối cùng, cây số 9. Cây số 9 là một cây cần hàng thương hiệu xuất thị trường nội địa Nhật nha anh em. Cái chữ này em cũng chả biết chữ gì luôn. Đó. Như em biết 100%, đảm bảo 100% với anh em luôn là em lấy từ thị trường nội địa Nhật về. Đó. Hàng vẫn là hàng carbon sẵn. Sắn chìm nha anh em, sắn hai da mà loại dạng sắn chìm á, giống của NFT nha anh em. Đọt vẫn là đọt tháp nha anh em. Fan Fuji, bass Fuji. Cái này được hai đọt, khá ngon nha anh em. Fan Fuji lõi xám nha. Sắn mê ly luôn á anh em. Cái này dài 1m8, nặng 975g. Đó, nó để đây thì em đọc thôi. 975g. Đọt 0.7 ly thì độ cứng tầm khoảng 50, đọt 0.9 ly độ cứng tầm khoảng 10-15 nha anh em. Đó, cái này hai đọt. Sẵn mê luôn anh em. Bắt
Fan là fan Pussy, bass là bass Pussy nha anh em. Đó, fan Pussy. Bass Pussy FS6 hay đó. Khá ok nha anh em, một đọt 50, một đọt 10-15 nha. Hai đọt khá ok, anh em có thể đánh tùy theo chỗ nước chảy hoặc anh em tải chì. Rồi giá công khai cây số 9 dạ. Thì em test cho anh em xem. Khá ok nha anh em, khá đẹp á. Giá công khai cây số 9 là 800k nha anh em. Đó. Khá đẹp á nha. Khá ok luôn á. Cây số 9 800k nha anh em, hai đọt. Rồi đó là tổng chính cái cần em lên cho anh em hôm nay. Nếu anh em bên cái nào có thể chốt để số điện thoại, em sẽ tự động liên hệ với anh em nha anh em. Rồi cảm ơn anh em.